Kính chào các anh chị em cùng các bạn yêu nhạc. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến các bạn cặp loa Boston T830 Made in USA. Nói về dòng loa Boston thì dân sành âm nhạc quá rành về nó. Boston là một thương hiệu cũng nổi tiếng của Hoa Kỳ và chuyên sản xuất cho ra những dòng loa, những sản phẩm âm ly hay là như đầu CD, nhất là những cái echo. Thì hãng Boston là một hãng nổi tiếng. Thì hôm nay Quý Nguyễn giới thiệu đến các bạn cặp loa Boston T830 này. Nó có thiết kế là 3 quay bass 20 và một chung một chép. Cặp loa có chiều cao là 83 cm, chiều ngang là 26 cm và chiều sâu là 23 cm. Cặp loa trọng lượng thì cũng tương đối nặng, 17 kg trên một cái. Và cặp loa này rất dễ phối ghép với những cái amply. Mình thì đang phối ghép với con amply Sherwood cũng là của Mỹ, với cái CD này. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chạy trên nền nhạc của mạng internet. Và cặp loa mình nhập về, cặp loa này có thể nói là nó đẹp đẹp hoàn hảo. Các bạn có thể thấy cặp loa Boston T830 và trên thông số trên cái loa này thì có để đồng hồ rất rõ là trở kháng 8 ohm và 90 decibel. Đấy các bạn. Và cặp loa này thường dùng chơi trong những dòng nhạc acoustic và những dòng nhạc trữ tình, mà thích hợp với những người Việt Nam nhất là những dòng nhạc bolero, cho nên nó có Boston acoustic. Đấy các bạn. Mình vừa nhập về, bụi bặm còn để nguyên vậy luôn. Và các bạn có thể thấy là Boston T830 Made in USA. Và dòng loa này thì cũng nằm trong cái giới bình dân. Chúng ta có thể sở hữu cặp loa này với số tiền cũng tương đối là nhẹ nhàng để sở hữu cho nó cặp loa. Các bạn có thể nhìn thấy chung và nằm chung này cực kỳ đẹp. Tết đôm và bát. Mình đánh mới rất nhỏ nhưng mà tiếng bát các bạn thấy nó rất nhảy, rất nhảy. Lo bát nó đã, mình nhích lên một tí là lo bát khác này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất thích hợp với dòng nhạc chơi nhạc vàng. Hôm nay thì mình lại phối ghép với một con amply Sherwood X89A và con CD 363 SG. Mình sẽ tiếp tục đến nói với một nhạc phẩm của Lệ Quyên cho các bạn, có thể các bạn cảm âm được dòng nhạc vàng nó như thế nào với cặp loa này, nó có phù hợp hay không. Và xin mời các bạn để nghe một nhạc bản của khúc Tình Xưa của Lệ Quyên. Và xin mời. Thank you.
sáng in trên tường loan. Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa cũ, gói trọn trong nỗi nhớ. Tôi muốn hỏi, có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư sâu kín trong thư còn. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Xin chào các bạn.